Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Dozin. Các bạn thân mến, Sex Dozin là một bộ phim chính kịch khiêu dâm năm 1973 của Ý, được đạo diễn bởi Fernando Di Leo. Bộ phim được chuyển thể từ một cuốn tiểu thuyết đặc sắc Graziella của Enzo Patti, một tiểu thuyết gia vào năm 1940 của Ý, vốn nổi tiếng với những chủ đề châm biếm giới thượng lưu La Mã. Bối cảnh của bộ phim diễn ra trong thời kỳ đương đại của nó, đầu những năm 1970, ở Catania, Sicily, miền nam nước Ý. Bộ phim là một phiên bản Lolita của Ý, với nội dung tập trung vào mối quan hệ giữa một người đàn ông lớn tuổi và một cô gái trẻ là con gái của người tình anh ấy. Maurice Ronet đóng vai Giuseppe Lagan, một tay chơi người châu Âu, trở về từ Paris để giải quyết công việc của người cha đã khuất. Anh ta đến Catania, Sicily, và ngay lập tức hàn gắn lại tình bạn cũ với Alfredo, một người bạn cùng trường của Giuseppe, người hiện là một thợ kim hoàn nổi tiếng trong thị trấn. Khi họ hồi tưởng về những kỷ niệm cũ của họ, Giuseppe hỏi về Caterina, người yêu cũ mà anh ấy không bao giờ quên. Và có vẻ như gần đây, Caterina đã trở thành góa phụ và bây giờ đã sẵn sàng trở lại. Alfredo sắp đặt một cuộc gặp gỡ tình cờ giữa hai người, nơi Giuseppe thú nhận tình yêu của mình với Caterina, và không lâu sau, cả hai bị cuốn vào một mối tình ở tuổi trung niên. Hai người yêu nhau say đắm và chỉ để mắt đến nhau, mà không ngờ rằng cô con gái tuổi teen Graziella của Caterina cũng đang để mắt tới Giuseppe. Khi cô gái trẻ bắt đầu tán tỉnh Giuseppe, tình yêu ích kỷ của anh ta dành cho Graziella bắt đầu trở nên cuồng nhiệt, nhưng chủ yếu do những ham muốn về tình dục, điều mà không ai có thể phủ nhận. Nhưng chuyện tình của họ cuối cùng cũng bị Caterina phát hiện. Cô đau khổ và trách móc Giuseppe, nhưng khác xa với cảm giác tội lỗi về chuyện đó, Giuseppe cảm thấy buồn phiền vì bị phát hiện. Anh ta tiếp tục mối quan hệ với Graziella, ngay cả khi anh và Caterina đang cố gắng giải quyết mọi chuyện, thậm chí còn đi xa đến mức lén lút quan hệ tình cảm với Rosina, bạn của Graziella, khi cô đưa ra lời đề nghị cho anh ta. Tuy nhiên một lần nữa, mối quan hệ lén lút của anh ta đã bị Graziella phát hiện. Cô tát và tranh cãi với Rosina trước khi trở về nhà đau khổ và khóc lóc trong sự an ủi của mẹ. Caterina không hề trách móc con gái, cô chỉ xem đó như là sự bồng bột của tuổi trẻ. Nhưng cô căm hận Giuseppe và nhất quyết không tha thứ cho kẻ phụ tình. Cuối cùng, cô cầm súng và bắn chết Giuseppe trên một con phố, kết thúc cuộc đời của một kẻ bội bạc. Cuối cùng, Giuseppe đã phải trả giá cho sự phụ bạc của mình. Bài học rút ra ở đây là đừng bao giờ đùa giỡn với tình cảm của phụ nữ, bởi họ có thể làm nhiều điều bạn không ngờ đến. Kết cục của Giuseppe làm cho tôi cảm thấy khá hài lòng. Anh ta xứng đáng chịu sự trừng phạt như vậy. Ban đầu khi anh ta trở về với hình ảnh của một người đàn ông lịch lãm, tôi đã nghĩ rằng anh ta là một người khá tử tế, khi vẫn luôn nhớ về Caterina, người yêu trước đây của anh ấy. Anh ta vẫn muốn tái hợp với cô, dù cho cô đã có con gái lớn và vừa trở thành một góa phụ. Anh ta thể hiện và hành động như một kẻ trung tình, nhưng càng về sau, anh ta càng thể hiện ra là một kẻ cặn bã khi liên tục phản bội lại tình cảm của hai mẹ con Caterina. Trong một phân cảnh, chúng ta thấy anh ta rời khỏi giường của Caterina để lẻn sang phòng của Graziella, bất chấp hậu quả nếu Caterina phát hiện ra. Đây là một hành động liều lĩnh và bệnh hoạn, không thể cảm thông được. Mặc dù anh ta bị Graziella dụ dỗ, nhưng anh ta đã để điều đó xảy ra với mình một cách quá dễ dãi, và sau đó còn tiếp tục quan hệ với Rosina, bạn của Graziella, lần này không có gì để biện minh nữa. Tôi nghĩ rằng nhiều người cũng có chung quan điểm với tôi rằng một kết thúc như vậy là hoàn toàn xứng đáng với một kẻ bội bạc như anh ta. Mặc dù nhân vật Giuseppe trong bộ phim khiến khán giả ghét bỏ, nhưng điều đó lại chứng tỏ rằng diễn xuất của Maurice Ronet là rất thành công. Hình ảnh gầy gò của anh mang đến một Giuseppe điển trai, lịch lãm và khá ấn tượng lúc ban đầu. Gianni Tamburi cũng thể hiện rất tốt vai diễn của mình. Nhân vật Graziella được miêu tả là một thiếu nữ chín muồi, ngây thơ, gợi cảm và thích tán tỉnh, với những cảm xúc bộc phát điển hình của những thiếu niên. Vào thời điểm đó, Jenny Tamburi đã là một cô gái hoàn toàn trưởng thành, nhưng với khuôn mặt và diễn xuất của cô ấy,
hoàn toàn phù hợp với một cô gái đang tuổi mới lớn. Còn Caterina của Lisa Gattoni là người phụ nữ bất hạnh nhất trong bộ phim, nhưng cuối cùng chính cô đã đứng lên và trở thành kẻ trừng phạt quyến rũ của bộ phim. Lisa Gattoni vẫn rất quyến rũ ở độ tuổi trung niên, với một vẻ đẹp cổ điển nhẹ nhàng và có một điều gì đó rất đặc biệt. Ngoài ra cũng phải kể đến vẻ đẹp đầy đặn trẻ trung của Barbara Mazzaro trong vai Rosina, cùng với vẻ đẹp sang trọng quý phái nhưng có phần diêm dúa của Graziella Gavani trong vai Lucia. Và màn trình diễn hoàn hảo của Pino Caruso trong vai Alfredo, một kẻ lỗ bịch thích khoe khoang. Ok, tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.